chào quý khán thính giả. Đây là chương trình Lời Vàng Ý Ngọc của Đài Sài Gòn TV do Minh Châu thực hiện phần dẫn chương trình và giáo sư Quyên Di trình bày phần nội dung. Giáo sư Quyên Di hiện đang giảng dạy môn ngôn ngữ, văn chương và văn hóa Việt Nam tại hai trường đại học UCLA và California State University at Long Beach. Minh Châu xin kính chào thầy ạ. Cảm ơn cô Minh Châu đã giới thiệu tôi với quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi vui mừng gặp lại quý vị qua chương trình Lời Vàng Ý Ngọc với cô Minh Châu và với cá nhân của tôi. Vâng, thưa thầy, hôm nay thầy có muốn nói chuyện tiếp về nhóm tự lực văn đoàn không ạ? Có, bởi vì dù rằng chúng ta đã đề cập đến tự lực văn đoàn rất nhiều lần ở trong chương trình Lời Vàng Ý Ngọc, thế nhưng mà vẫn có rất nhiều điều chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về nhóm này, bởi vì nhóm này đã có công rất lớn trong vấn đề phát triển chữ quốc ngữ và làm cho văn chương chữ quốc ngữ trở nên đẹp đẽ hoàn hảo như là ngày hôm nay chúng ta đang có. Nhưng mà hôm nay tôi không có nói chuyện về nhà văn Nhất Linh nữa, mà chúng tôi nói tới một nhà văn khác. Tôi muốn nói tới Nhị Linh. Ý thầy là muốn nhắc đến nhà văn Khái Hưng phải không ạ? Hay quá, đúng rồi. Tại sao người ta lại gọi Khái Hưng là Nhị Linh? Lý do là cùng với Nhất Linh, Khái Hưng là những người đầu tiên đứng ra thành lập nhóm tự lực văn đoàn. Mà bởi vì Nhất Linh là nhân vật đứng đầu, trong khi đó Khái Hưng quan trọng cũng không kém, nhưng vì không phải là nhân vật đứng đầu nên người ta gọi ông là Nhị Linh. Đã thế thì cô cho chúng tôi biết một chút về Khái Hưng. Khái Hưng tên thật là Trần Khánh Dư, sinh năm 1896 tại Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông là con trai của tuần phủ Trần Thế Mỹ. Khái Hưng được học chữ Nho từ thuở nhỏ, sau này theo Tây học ở trường Albert Sarraut. Sau khi đậu tú tài Pháp, Ban Triết, Khái Hưng dạy ở tư thục Thăng Long. Ở đây ông gặp Nhất Linh, bởi vậy mới có bút danh Nhị Linh. Khái Hưng kết hôn với bà Lê Thị Hòa, con tổng đốc Lê Văn Đính, bút hiệu Nhã Khanh. Gia đình Khái Hưng không có con, Nhất Linh cho con trai là Nguyễn Tường Triệu làm con nuôi từ nhỏ. Khái Hưng viết cho Phong Hóa từ khi tờ báo còn do Phạm Hữu Ninh hiệu trưởng Thăng Long chủ trương. Năm 1932, Nhất Linh mua lại Phong Hóa. Năm 1933, thành lập Tự Lực Văn Đoàn. Năm 1933, xuất bản Hồn Bướm Mơ Tiên. Năm 1936, Phong Hóa bị đóng cửa. Tờ Ngày Nay đã ra từ trước, tiếp tục. Giống như các tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn khác, tác phẩm của Khái Hưng thường đề cao tình yêu tự do, chống lại các lễ giáo phong kiến, ít nhiều mang tính cải cách xã hội. Khái Hưng cũng có viết một số vở kịch, thường chỉ một hồi nhưng ít được công diễn. Trong những năm 1935 đến 1940, Khái Hưng là nhà văn được nhiều thanh niên thành thị ưa chuộng. Khái Hưng cũng là một dịch giả. Trong thời gian xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, giống như Nhất Linh, Khái Hưng cũng tham gia hoạt động chính trị. Do tham gia Đại Việt Dân Chính Đảng, thân Nhật, nên Khái Hưng từng bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam. Sau đó, Khái Hưng có viết một loạt bài báo, truyện ngắn, kịch ngắn trên các báo của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Khái Hưng mất năm 1947, có thông tin cho rằng Khái Hưng bị Đảng Cộng sản thủ tiêu tại bến đò Cựa Gà, Xuân Trường, Nam Định. Dạ, đó là một vài nét có thể nói rằng rất sơ lược về nhà văn Khái Hưng, một nhân vật rất quan trọng ở trong nhóm tự lực văn đoàn. Một vài chi tiết muốn nói về ông Khái Hưng. Thứ nhất là một vài lần chúng ta đã thưa với quý khán thính giả tên Khái Hưng là do tên Khánh Dư, Dư viết dây y đó, sắp xếp lại các mẫu tự mà ra tên là Khái Hưng. Cách sắp đặt những cái mẫu tự trở lại như vậy mà ra một tên rất đẹp như vậy cũng lấy làm lạ. Nhưng mà một vài điểm khác chúng ta cần tìm hiểu thêm. Thứ nhất, cho đến bây giờ đó, chúng ta ít thấy những nhóm nọ nhóm kia tái bản sách của Khái Hưng rồi nói chuyện về Khái Hưng, không bao nhiêu.
Trong khi những cơ hội chúng ta nghe nhiều người, nhiều nhóm nói chuyện về Nhất Linh, về Hoàng Đạo, về Thạch Lam thì nhiều. Thật ra lý do cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì con cháu của gia đình Nguyễn Tường đó bây giờ còn ở đây rất đông. Những con cháu của Hoàng Đạo, Thạch Lam, Nhất Linh đông lắm. Trong khi đó thì chúng ta vừa nghe tài liệu vừa qua cô trình bày đó, ông Khái Hưng không có con. Có một người con nuôi, mà người đó thực sự ra là con của ông Nhất Linh. Thì hai người thân với nhau thì thấy Khái Hưng không có con, thì ông Nhất Linh cho một người con, đây là Nguyễn Tường Triệu, qua bên làm con nuôi của ông Khái Hưng. Nhưng mà nói chung thì ông Khái Hưng không có con cháu, do đó là cái cơ hội mà trong gia đình tổ chức những buổi nói chuyện hay là viết lại về Khái Hưng rất là ít, coi như là không có, là như vậy. Điểm thứ ba nữa, một vài lần chúng ta đã đề cập tới mà vẫn là một dấu hỏi lớn ở trong văn học Việt Nam, đó là chuyện ông Khái Hưng mất. Ông bị bắt, Việt Minh bắt ông với một số trí thức khác nữa, và cũng chuyển từ chạy nọ qua chạy kia. Nhưng mà nói chung ở chạy nào cũng vậy, ông cũng vẫn được tôn trọng lắm, nhất là những người cùng bị giam đó, thì rất là kính trọng ông. Thế nhưng mà đến một lúc phía bên kia họ nghĩ rằng cần phải kết thúc thì họ kết thúc. Không có tài liệu chính thức nào ghi lại với các bằng chứng một cách rõ rệt, nhưng mà nguồn thông tin cho rằng ông bị Việt Minh thủ tiêu đó, thì khắp nơi chúng ta đều có thể đọc được như vậy. Và có lẽ điều này cũng là sự thật, bởi vì giữa những nhóm đấu tranh hồi đó, các đảng phái đó cũng có những cái chuyện kèn cửa đối với nhau, đặc biệt giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông Khái Hưng hoạt động trong Việt Nam Quốc Dân Đảng mà cũng là một thứ lãnh tụ nữa. Thành ra cái chuyện ông bị thủ tiêu mà do bàn tay của phía bên kia cũng dễ hiểu thôi. Còn một vài chi tiết khác nữa, nhưng mà dịp khác chúng ta sẽ nói. Nhân đây chúng tôi xin thưa lại là chúng tôi rất nhiều lần nói chuyện về Tự Lực Văn Đoàn. Tại vì sao? Như chúng tôi vừa thưa, nhóm này có công rất lớn trong vấn đề xây dựng chiếu quốc ngữ, phát triển chiếu quốc ngữ. Và có nhiều khía cạnh của nhóm này lắm chúng ta cần phải phân tích tìm hiểu. Nói chuyện về các tác phẩm của Khái Hưng, về tiểu thuyết, hẳn thầy sẽ đề cập đến Nửa Chừng Xuân. Còn về truyện ngắn, chắc thầy không thể không nhắc đến Anh Phải Sống. Sự thật thì Nửa Chừng Xuân là tác phẩm nổi tiếng nhất của Khái Hưng. Đưa ra một luận đề, trong đó là đả phá cách sống phong kiến và bênh vực những tư tưởng mới. Do đó là nhắc tới Khái Hưng là ta nói tới Nửa Chừng Xuân. Thế nhưng mà bên cạnh đó cũng còn nhiều những tiểu thuyết khác hay lắm. Hồn Bướm Mơ Tiên chẳng hạn. Hồn Bướm Mơ Tiên là tiểu thuyết đầu tiên mà nhóm Tự Lực Văn Đoàn đứng ra xuất bản. Một chuyện dài nữa, tức là tiểu thuyết đó, của Khái Hưng cũng rất nổi tiếng. Đó là cuốn Trống Mái. Trống Mái là tên một hòn đá ở bãi biển. Nhưng mà Trống Mái cũng nói tới nam và nữ. Trong đó một nhân vật khá đẹp, nhân vật nữ Hà Nội, là cô Hiền. Trí thức, đẹp, bạn bè toàn giới thượng lưu không à. Rủ nhau ra ngoài bãi biển nghỉ mát. Hiền gặp một anh thuyền trài quê mùa, chất phác, chẳng học hành gì cả.
nhưng mà chân thật. Thứ hai nữa là thình hình rất là đẹp, thuyền chài mà. Tên buồn cười lắm, tên là anh Vội. Hiền yêu Vội. Và Hiền yêu Vội thì yêu một cách hết sức là thoải mái, tự do. Tại vì Hiền nghĩ rằng yêu thì là yêu thôi, không có phân biệt giai cấp gì, không có. Nhưng mà khi cô Hiền đưa cô anh Vội này đi nơi nọ nơi kia, vào những chỗ sinh hoạt, thì nó không hợp gì cả. Và cuối cùng thì chuyện nó không thành gì hết ấy, nhưng mà nó là kỷ niệm rất đẹp của cô Hiền này. Quyền đó cũng nổi tiếng, một vài tác phẩm khác nữa cơ. Còn về chuyện ngắn thì đúng như cô nói, Anh Phải Sống là một chuyện ngắn nổi tiếng bậc nhất của Khái Hưng, diễn tả một đôi vợ chồng nghèo, cứ phải làm nghề vớt củi trôi trên sông bán đi mà sinh sống thôi. Rồi một năm đó cũng vớt củi, cả hai vợ chồng đều đi, không may thuyền lật, hai vợ chồng cố bơi vào bờ nhưng mà cuối cùng không bơi nổi cả hai người nữa. Khi mà người chồng dìu vợ vào mãi rồi đó thì thấy đuối sức, người vợ không biết nghĩ sao. Chồng thì bảo rằng thôi cả hai đều chết, nhưng mà vợ nghĩ tới người con, thằng bò cái nhớn cái bé nó không có ai nuôi hết, thì tự buông tay ra khỏi chồng, chồng đang dìu, buông ra để chìm đi. Chồng nhẹ nhàng bơi được vào bờ. Cuối cùng đó thì chồng sống, vợ chết, nhưng mà các đứa con có người nuôi. Chuyện Anh Phải Sống, chuyện đó rất cảm động. Do đó khi mà cô nói tới Anh Phải Sống, cô nói tới Nửa Chừng Xuân rất là đúng. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta không đề cập tới những chuyện dài đó, cũng những chuyện ngắn đó. Hôm nay tôi muốn cùng cô giới thiệu với quý khán thính giả một số chuyện ngắn khác của Khái Hưng, in trong một tập sách có tựa đề là Dọc Đường Gió Bụi. Nghe Dọc Đường Gió Bụi thì mình cứ nghĩ rằng đây là một câu chuyện có tính cách thanh niên đi làm cách mạng, rồi phiêu dạt nơi nọ nơi kia. Nhưng mà không phải. Dọc Đường Gió Bụi là tên của một chuyện ngắn nằm trong cái tập đó. Như tôi có một vài lần đã thưa đó, thường thường các nhà văn có thói quen là khi xuất bản một tuyển tập truyện ngắn đó, thì lấy tên một truyện ngắn ở trong cái tập đó, mà có lẽ tác giả lấy làm đắc ý nhất đó, lấy ra làm tựa đề chung cho cả cuốn tuyển tập đó. Thì đây cũng vậy, Dọc Đường Gió Bụi là tên chung của cả một tuyển tập truyện ngắn, đồng thời cũng là tên riêng của một truyện ngắn nằm trong tuyển tập đó, Dọc Đường Gió Bụi. Mà không nói về chuyện làm cách mạng, không nói về chuyện phiêu bạt của các đấng thanh niên đi theo lý tưởng, nhưng mà nói tới một gánh hát chèo. Gánh hát chèo. Cũng có một số khán thính giả đôi khi đưa ra thắc mắc là tại sao mà một số tác phẩm mà chúng tôi đã đề cập tới rồi bây giờ lại nói lại. Thưa đúng, cũng như chuyện Kiều chẳng hạn. Chuyện Kiều thì chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng mà mỗi một lần nhắc tới đó, thì có những khía cạnh khác để mà chúng ta phân tích. Dọc Đường Gió Bụi cũng vậy. Đã có một lần chúng tôi giới thiệu với quý khán thính giả câu chuyện ngắn này, nhưng mà mỗi một lần chúng ta đề cập tới những khía cạnh khác nhau. Hôm nay chúng tôi đề cập tới chuyện này là muốn nói tới tài xây dựng chuyện của Khái Hưng, cũng như là xây dựng những nhân vật ở trong chuyện của mình. Ông có lối viết rất là hay và đặc biệt lắm. Đại khái câu chuyện như thế này: có một gánh hát chèo, mà chúng ta biết là hát chèo đó, người ta không phải là cứ ở một chỗ đâu. Bây giờ thì hát chèo được hiện đại hóa rồi, là diễn ở trong rạp, một nơi cố định. Nhưng mà trước đây đó thì hát chèo không phải là hát như thế. Gánh hát chèo đi, đi suốt từ làng nọ qua làng kia, và nơi đâu đó người ta mời mình lưu lại
thì mình ở lại. Những ngày ở lại đó là những ngày sung sướng. Có hai cái sự sung sướng. Sung sướng thứ nhất đó, là được biểu diễn tài năng của mình. Một nghệ sĩ đó, có cơ hội biểu diễn tài năng đó, là một hạnh phúc lớn lao của họ. Thì khi mà có người mời mình ở lại mà diễn thì được biểu diễn khả năng của mình, tài năng của mình, sở thích của mình, thích lắm. Một ca sĩ được hát, một họa sĩ được vẽ, một nhà văn được viết, thích như thế nào thì một đào, một kép hát chèo khi được hát thích như vậy.